Các bạn chỉ cần làm một việc duy nhất luôn, một cái câu thần chú, đó là nói nhẹ, hát nhẹ nha. Luôn luôn, thí dụ giống như các bạn thấy mình đang nói chuyện giống vậy nè, là mình đang cố gắng nói chuyện nhẹ lại. Còn nếu mà nói chuyện giống vậy là mình đang đè cổ nè, thì cái này là một cái khiến cho các bạn bị tổn hại giọng hát. Bây giờ làm sao để thả lỏng nhẹ đây? Các bạn tưởng tượng là mình đang nói thì thầm vào tai người khác. Đây là một cái cách cực kỳ đơn giản luôn. Sẽ có những bạn nói, trời ơi, trước giờ tôi quen nói chuyện giống vậy luôn. Đặc biệt là những bạn ở vùng quê, vùng xa là các bạn hay bị thói quen là ăn to nói lớn, đúng không? Thì cho nên là cái các bạn cần làm đây là các bạn nói nhẹ lại. Để làm gì? Để bớt sử dụng cái giọng của mình, bớt để cho cái giọng mình nó không có bị căng. Thì các bạn tưởng tượng giống như cái xe máy mà chạy hoài thì nó sẽ cũng bị bào mòn, đúng không? Thì cái giọng mình cũng giống vậy. Nếu mà mình xài hoài giống vậy là mình nói mạnh hơn nè, thì nó sẽ làm cho cái thanh đới mình nó phải làm việc nhiều hơn.